Kính bạch thượng tọa trụ trì, kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là tối chủ nhật ngày 23 tháng 12 năm 2018 nhằm ngày 17 tháng 11 âm lịch năm Mậu Tuất. Chúng ta được duyên lành gặp nhau tại chùa Phổ Đức thuộc thành phố Calgary, Canada, nhân cái dịp kỷ niệm ngày Đức Phật A Di Đà. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Dạ. Trước hết là Pháp Hòa có lời tán thán công đức của đại chúng. Tối nay lẽ ra có một nơi sẽ hấp dẫn hơn nơi này rất là nhiều, nhưng mà quý vị cũng đã dành thời gian về đây tu tập một ngày, và giờ này sau một ngày mệt mỏi rồi mà quý vị vẫn nán lại để cùng nhau có một buổi sinh hoạt Phật Pháp như thế này thì thật là quý hóa và nói lên được cái sự tinh tấn của đại chúng. Thưa đại chúng, theo Phật giáo Bắc Tông, hôm nay chúng ta thường gọi là ngày Vía Phật Di Đà. Quý vị nhớ là bên truyền thống Nam Tông, tức là Nguyên Thủy đó, Nguyên Thủy Nam Tông là các nước Lào, Thái Lan, Ấn Độ, Miến Điện, Campuchia không có lễ Phật Di Đà. Các bên truyền thống đó chỉ duy nhất có Đức Phật Thích Ca thôi. Đặc biệt là các nước Phật giáo phương Đông như là Việt Nam, Trung Quốc, Nam Bắc Hàn, Nhật Bản, chúng ta có Phật Di Đà. Thì chúng ta biết Phật Di Đà không phải vì Phật Di Đà xuất hiện ở cõi đời này, mà Đức Phật Di Đà ở đâu? À, ở cõi Tây Phương cực lạc. Chỗ đó gọi là Tây Phương. Mà chúng ta biết Phật Di Đà là do Phật Thích Ca giới thiệu. Như trong Kinh Di Đà đó, Đức Phật nói này Xá Lợi Phất, từ đây cách 10 muôn ức cõi, ở phía Tây có một thế giới tên là Cực Lạc. Ở đó có một vị giáo chủ tên là A Di Đà, hiện nay đang nói pháp. Và Đức Phật đó đã phát 48 nguyện để độ chúng sanh về cõi, mở một cái cảnh giới an lạc. Và trong đó có một cái nguyện là: chúng sanh nào muốn sanh về cõi nước của tôi, hãy nhất tâm niệm từ một hiệu cho tới 10 hiệu mà tâm không có tạp loạn, thì khi mất họ liền được chúng tôi xuất hiện đưa rước họ về cảnh giới đó. Đó là một trong những nguyện trong 48 nguyện của Phật. Vậy bây giờ Đức Phật Di Đà ở cõi phương Tây, không sanh ở cái thế giới của con người mình, vậy thì tại sao có ngày hôm nay mà gọi là ngày khách đản của Phật Di Đà? Đã không có sanh, không có ở đây thì làm gì có ngày sanh? Mà không có ngày sanh thì lại càng không có ngày chết, ngày mất. Vậy thì 17 tháng 11 này đâu ra? À, bởi vì vào thời nhà Tống ở Trung Hoa, cái tông phái Tịnh Độ đó có một vị tổ thứ 6, và vị tổ này có hiệu là Diên Thọ ở Vĩnh Minh, cho nên chúng ta thường gọi ngài là Vĩnh Minh Diên Thọ. Tịnh Độ Tông á, của Trung Hoa đó, có 13 vị tổ, và vị tổ thứ 6 tên là Diên Thọ. Vị tổ thứ nhất, người đã sáng lập cái thiền, cái Tịnh Độ Tông của Trung Hoa mà ngày nay chúng ta đang theo đó, là ngài Tuệ Viễn. Chúng ta thường gọi là Huệ Viễn Đại Sư. Rồi cứ như thế mà truyền xuống cho đến tổ thứ 13 là tổ Ấn Quang. Và thưa các vị là Tịnh Độ Tông á, là do các vị niệm Phật mà thành tựu, rồi sau này người ta chọn cái người tổ thứ mấy thứ mấy, chứ còn không có giống thiền tông là có sự truyền thừa hết vị này rồi truyền y bát xuống cho vị kia. Thì các vị thấy các tổ có những cái hạnh nguyện tương ứng với các Bồ Tát thì các ngài xưng tán thôi.
Thì có câu chuyện kể là ông vua Ngô Việt Vương gặp ngài Hành Tư, mới hỏi là trong đời này hiện nay có một vị thánh giả nào đang xuất hiện ở đời này không? Thì ngài Hành Tư mới nói á, ở Vĩnh Minh có thiền, có ông, có hòa thượng Vĩnh Minh á, ông đó chính là hóa thân, xin lỗi, hỏi ngài về ngài Duyên Thọ, hiện nay đời này có người nào mà bậc thánh giả xuất hiện không? Thì hòa thượng Duyên Thọ đó mới nói cho vua Ngô Việt Vương biết là có hòa thượng Hành Tư, tính chính là hóa thân của một đức Phật, tên là Đại Quang Minh gì đó. Thì cái vị hòa thượng, cái ông vua này cũng nghe như vậy, ổng mới đi tới cái chùa đó, ổng tìm hòa thượng Hành Tư để ổng đảnh lễ, vì ổng tin lời của ngài Duyên Thọ nói rằng hòa thượng Hành Tư tức là hóa thân của một đức Phật. Thì khi đó đến và bạch hòa thượng, trẫm nghe ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ nói rằng ngài chính là hóa thân của Phật Đại Minh Như Lai. Thì ngài Hành Tư, ngài mới nói cái ông Vĩnh Minh Duyên Thọ này lắm lời, ổng là Phật Di Đà hóa thân mà ổng không nhận, ổng lại chỉ tôi. Thì nói vừa xong thì ngài Hành Tư ngồi đó nhập niết bàn luôn, tức là mất. Rồi Ngô Việt Vương nghe hòa thượng Hành Tư bữa nay chỉ ngược lại cái ông và giới thiệu mình đó, ổng cũng đâu có vừa, ổng cũng là Phật Di Đà đó. Thì ông vua Ngô Việt Vương mới chạy tới cái chùa để tìm ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ để đảnh lễ hóa thân Phật Di Đà. Thì lúc đó ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ đã viên tịch rồi. Từ đó người ta mới quyết định lấy ngày 17 tháng 11 âm lịch là ngày sinh nhật của ngài Duyên Thọ làm ngày khánh đản cho Đức Di Đà. Nói cách khác là đó là khánh đản của hóa thân Phật Di Đà, chứ còn Phật Di Đà đâu có ở cõi đời này đâu mà có ngày. Như vậy chúng ta làm lễ kỷ niệm 17 tháng 11 này thì chúng ta hiểu được cái nguồn do đâu mà có ngày lễ này. Thì chúng ta hiểu được như vậy thì khi chúng ta làm lễ hay là ai hỏi chúng ta, chúng ta không có lệch cái ý, hoặc là mình không hiểu mình làm, người ta hỏi mình thì mình không biết được mình trả lời. Cái nói Phật Di Đà có ở cõi đời này đâu mà có khánh đản, mình cũng biết tại sao. Hôm nay mình biết rồi, vì hóa thân Phật Di Đà được xác nhận qua ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ, và 17 tháng 11 đó chính là sinh nhật của ngài. Ngài thọ được 72 tuổi. Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ thọ 72 tuổi. Và ngài là tổ thứ 6 của 13 vị tổ Tịnh Độ Tông. Ngày nay quý vị nghe Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Tướng Tông, Luật Tông, 10 tông đó đó. Cái đó là 10 tông phái Phật giáo ở Trung Hoa. Và Việt Nam chúng ta ảnh hưởng nhiều qua cái truyền thống Phật giáo Trung Hoa. Mà bây giờ chúng ta cũng theo Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Luật Tông, vân vân. Và thưa đại chúng, ngay cái thời của Đức Phật, ngay thời Đức Phật, Đức Phật vẫn dạy cho tất cả đệ tử niệm Phật. Nhưng mà cái cách niệm Phật của ngày xưa thời Phật á, không phải như bây giờ mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, hay Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, mình niệm suốt rã rã như vậy đâu. Cái cách niệm Phật nguyên thủy là niệm sao? Niệm 10 cái đức hạnh của Phật. Bởi vì chữ niệm nghĩa là nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ, nếu nói niệm Phật nghĩa là niệm đến đức hạnh của Phật. Thì đức hạnh của Đức Phật là gì? Phật là một đấng Như Lai, là một người ứng cúng, là một người chánh biến tri, là một người minh hạnh túc, là một người thiện thể, là một bậc thế gian giải, là bậc vô thượng sĩ, là bậc ngự trượng phu, là bậc thiên nhân sư, là Phật. Đủ 10 cái hiệu đó được gọi là Thế Tôn.
Cho nên mình gọi Bạch Đức Đế Tôn, Bạch Đức Thế Tôn. Tại sao được gọi là Thế Tôn? Người nào được gọi là Thế Tôn thì người đó phải đủ 10 cái hạnh đức này. Ngày xưa niệm Phật là niệm vậy đó. Mình có thể niệm tới một trong những đức hạnh đẹp. Ví dụ nha, bây giờ Pháp Hòa ví dụ như mình biết bác Nguyễn Thị Năm đi. Mình nói hôm nay tôi tự nhiên tôi nhớ tới bác Nguyễn Thị Năm. Thì nhớ là gì? Là niệm đó. Nhớ là niệm đó. Tôi nhớ bác Nguyễn Thị Năm, bác có cái hạnh rất là tốt. Mỗi lần bác đi chùa là bác đều gọi, ai đi bác đi ngang bác rước. Hạnh của bác là hạnh chở người đi chùa. Hạnh của bác đó là hạnh khuyến khích người ta tu. Hạnh của bác đó là hạnh tinh tấn. Đi đâu về mệt cỡ nào bác vẫn trì kinh niệm tụng, thí dụ ngồi thiền, thì nhớ tới người đó thì lại nhớ tới những cái hạnh của người đó. Thì chúng ta cũng thế. Niệm Phật nghĩa là chúng ta nhớ tới những cái đức hạnh của Phật để chúng ta noi theo. Ví dụ như nói Phật là bậc thế gian giải, mình nhớ tới Phật là người có thể giải hết tất cả những cái pháp của thế gian. Mình đến với Phật, mình hỏi Bạch Đức Thế Tôn, do đâu mà con người có phiền não khổ đau? Phật vẫn nói được. Rồi mình nói, mình tới Phật, mình nói Bạch Đức Thế Tôn, con của con á, sao nó không nghe lời con dạng đường nó làm nẻo, đó là thế gian pháp. Vợ chồng con cái, Phật vẫn nói được cho mình nghe. Tức là mình đến đây mình hỏi Phật pháp, Phật đó nói được. Mà mình nói hỏi cái pháp thế gian, Phật vẫn giải được. Vậy thì Phật là thế gian giải. Niệm Phật nghĩa là nhớ 10 cái điều mà Đức Phật đã tu. Thí dụ như nói Phật là bậc Như Lai. Như Lai là sao? Như là tâm bất động, còn Lai là cuộc đời này vui buồn, được mất, thắng thua, ganh ghét, nó cứ xuất hiện mãi mãi, hết ngày này sang ngày khác. Mình đã từng trải rồi, mình đã từng gặp người ta khen chê rồi, mình đã từng gặp những ngày vui buồn rồi, mình đã từng gặp những ngày thăng trầm rồi. Cho nên bây giờ tâm mình sao? Bất động. Tâm bất động là như, vì cuộc đời này cứ lai, phải không? Giống như chiều nay, sáng giờ quý vị tập hợp, đây là lai nè, phải không? Rồi lát hết giờ rồi về. Bây giờ tâm thầy trụ trì vẫn như, quý vị đến thầy cũng thế, mà quý vị về thầy cũng vậy. Tâm như vậy là như, vì cuộc đời vốn lai. Người sống được như vậy là Như Lai. Vậy thì Như Lai là cái gì? Nghĩa là người có được cái tâm tự tại, vững chãi trước mọi hiện tượng của thế gian. Được với mất nè, thắng với thua nè, thấy không? Ở với đi nè, vui với buồn nè, rồi gì nữa? À, đến rồi đi nè, còn rồi mất nè. Cuộc đời lúc nào nó cũng có những cái đối đãi mà tâm mình đã từng trải, đã thẩm thấu, cho nên không để nó chi phối mình theo cái thế gian nữa. Ví dụ bây giờ mình qua xứ nước ngoài rồi, mình biết rồi, con cái mình mà tới 18 tuổi là nó có cái tự do của nó. Và thậm đứa nào mà nó ngoan, nó tốt, bản chất nó lành thì nó còn nghe lời mình. Mà bản chất nó luôn luôn là nó muốn có một cái cuộc sống riêng tư, thì 18 tuổi là tự động nó quyết định cuộc đời nó, mình không còn đủ khả năng quyết định gì hết. Mình biết mình đang ở quốc độ nào, thời đại nào, thì tâm mình phải như chứ. Tại vì nó là như vậy đó. Cho nên mình niệm Phật nghĩa là niệm vậy. Nhưng đến khi đến đời Đông Tấn, Ngài Huệ Viễn đã phát minh cái cách niệm Phật, nghĩa là lấy một danh hiệu Phật để chúng ta trì niệm. Vậy thì cái cách mà ngày nay chúng ta niệm là do Ngài Tuệ Viễn ở Trung Hoa đời Đông Tấn, Ngài hướng dẫn lấy một danh hiệu Phật trì để làm gì? Để làm cái đề mục đưa cái tâm mình an tịnh, cũng là một cách niệm Phật. À, nhưng mà niệm như vậy đó có nhiều cách niệm lắm. Như hồi sáng giờ quý vị niệm lớn tiếng không?
Nam mô A Di Đà Phật, phải không? Niệm từ sáng giờ phải không? Niệm như vậy gọi là niệm cao thanh, nghĩa là niệm lớn tiếng. Cái đó gọi là cao thanh trì danh. Bây giờ bác nào hết sức rồi, thôi ai muốn ré hè hò hét gì, tôi ngồi góc tôi lâm râm. Cái đó gọi là trì danh niệm Phật, niệm thầm thôi. Niệm Phật có 12 cách. Niệm lớn tiếng cho người ta nghe, người ta niệm theo, gọi là cao thanh trì danh. Còn niệm mà vừa sức của mình, vừa sức khỏe của mình thôi, cái đó gọi là mật, gọi là trì niệm. Rồi có một cách nữa là giờ niệm hết nổi, thôi giờ tôi ngồi tôi thở, thấy không? Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là sổ tức niệm Phật. Niệm Phật theo hơi thở. Nhất là các vị nào mà bệnh đó, mình vô bệnh viện mình thăm người bệnh đó, nên chỉ cho họ cách niệm đó. Bác đừng có bận tâm niệm bao nhiêu tiếng, niệm ra tiếng vậy. Bác cứ ngồi bác nằm trên giường bệnh, bác thở đi, thấy không? Tùy theo sức của bác, bác thở vô cái A Di nó đầu, thở ra Đà Phật. Niệm theo sức. Hôm nào quý vị mệt đó, nằm trên giường hoặc là tối ngủ đó, đừng có niệm ra tiếng, niệm trong hơi thở. Niệm như vậy hồi ngủ ngon. Rồi cái đó gọi là sổ tức niệm Phật, phải không? Rồi bây giờ ngồi dưới đất vậy nè, niệm được chừng 45 phút tê chân quá, xả chân ra đi vòng vòng trong phòng khách. A Di chân trái, Đà Phật chân phải. A Di chân trái, Đà Phật chân phải. Cái đó gọi là kinh hành niệm Phật. Niệm danh của Phật bất cứ cách nào, bất cứ ở đâu. Nó có một cái quyển sách tên là 48 pháp niệm Phật. Nghĩa là mình niệm bất cứ ở đâu, thậm chí nhà vệ sinh. Nhưng mà dĩ nhiên mỗi nơi đó mình biết mình đang ở đâu, để chúng ta ứng dụng cái cách niệm. Ví dụ mình vô trong nhà vệ sinh, không lẽ vô đó ngồi cao thanh trì danh trọng phải không? Vô đó thì phải làm gì? Mặc niệm thôi. Mà cũng chẳng ai vô trong đó để tôi hồi đây tôi ngồi tôi làm sổ tức trì danh. Vô đó ngồi thở trong. Đâu có ai vô toilet hít thở trong đâu. Thì vô trong đó là mặc niệm thôi. Nhưng mà nếu mà mình ở trong bệnh viện, mình không nên cao thanh quá, bởi vì có thể làm phiền những người xung quanh đó, thì cái pháp đó nó chưa có chuẩn. Hoặc là chính cái người bệnh trong lúc đó họ rất là mệt, họ đang rất là mệt mà mình niệm lớn tiếng quá, có thể ảnh hưởng đến cái tinh thần của họ trong lúc đó. Vậy thì mình phải tùy cái hoàn cảnh chúng ta ở đâu mà chúng ta ứng dụng cái cách niệm. Nhưng mà căn bản nhất có 4 cách thôi. Trì danh niệm Phật, thấy không? Quán tướng niệm Phật. Quán tướng là sao? Để hình Phật, nhìn Phật niệm, để cho hình ảnh của Phật giúp cho mình định tâm, không có tạp loạn. Rồi bây giờ lỡ đi trên xe bus, lỡ đi đâu mà không có hình Phật thì nhắm mắt lại tưởng hình của Phật. Cái đó là quán tưởng niệm Phật. Còn có hình Đức Phật thì gọi là quán tướng, cái tướng của Phật. Còn không có thì quán tưởng, thấy không? Rồi trì danh niệm Phật. Quý vị cầm sâu chuỗi quý vị lần. Cái này gọi là sổ châu niệm Phật. Niệm Phật lần chuỗi. Cho nên cách nào quý vị niệm cũng được hết. Hôm nào, tại vì nếu mà có đủ thời giờ thì mình mới nói 12 cách. Ở đây Pháp Hòa giới thiệu sơ sơ để cho đại chúng biết là khi mà mình đi đến chùa nè, trong khi mà ngồi yên hay là niệm danh hiệu Phật, mỗi lần niệm mình biết đây là phương pháp gì. Giống như mình tụng kinh vậy đó. Ví dụ như mình không có thuộc kinh phải không, mình cầm quyển kinh ra, mình nhìn vô kinh. Cái này gọi là đọc kinh. Khi nào mình không thuộc mà cầm quyển kinh lên đó gọi là đọc kinh. Nhưng mà khi mình thuộc kinh rồi, bây giờ kinh trong đầu mình rồi, bắt lên là mình tụng được hết. Cái đó gọi là tụng kinh. Khi nào không thuộc mà cầm sách thì gọi là đọc kinh.
Còn khi nào kinh nhập vô tâm rồi, đại chúng bắt lên là mình tụng theo, gọi là tụng kinh. Mà dù đọc kinh hay tụng kinh, âm thanh của chúng ta vẫn liên hồi bất tiện. Miệng tụng, tai nghe. Để con ta tụng, mình tụng theo người ta cho ăn rập. Chứ đâu phải ỷ có quyển kinh rồi là bất cần mỏ, đi đường mỏ, tôi đi đường thôi. Anh này thỉnh mỏ chậm quá, tôi phải tụng nhanh lên. Căn hồ nó chỏi với nhau. Thì hôm nay á, có quà giới thiệu sơ cái đó. Và cái chính của chúng ta muốn nói là chúng ta thường nghe nói cõi đời này là cõi đời cực khổ. Mà ngược lại với cực khổ là gì? Cực lạc. Ngược lại với cực khổ là cực lạc. Vậy thì chữ cực là gì? Chữ cực nghĩa là cực kỳ, là rất là rốt ráo. Thí dụ như đấy, cái này ăn rất ngon, nhưng mà có cách khác nói, cái này ăn ngon cực kỳ, phải không? À, vậy thì cái chữ cực đó là nghĩa là nó cùng cực, như là tột cùng, là rốt ráo. Thì có một cái nơi nào gọi là cái vui cùng cực, ngược lại với cái khổ cùng cực? Tại sao? Bởi vì cái người mà muốn sanh về cõi cực lạc phải phát hai thứ tâm. Hay nói cách khác, phải phát một thứ tâm. Phải có một cái tâm yểm và phải có cái tâm hân. Thế nào gọi là yểm? Yểm nghĩa là chán. Mình phải chán cõi ta bà thì mình mới hân gì? Hân là gì? Là thích. Thích cõi cực lạc. Thường thường con người mình mà hãy mà muốn ghét người nào, muốn tới gần người nào là trong đầu mình toàn là những thứ không dễ thương của người đó. Để chi biết không? Để mình dễ chán người đó. Còn khi nào mình thương người đó rồi á, trời ơi cái gì người đó mình cũng thấy đẹp hết á. Không, em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Khi mình không thích rồi thì cái gì mình cũng nói cũng được. Thì hôm nay á, bây giờ trong kinh nói á, có 8 cái mà được gọi là cực lạc. Ngược lại với cõi đời này có 8 cái được gọi là cực khổ. Thứ nhất, cõi đời này chúng ta bị một cái khổ của sanh. Rất hiếm người nào sanh ra đời mà không làm cho mẹ mình đau đớn. Hiếm lắm. Người nào sanh ra thì người mẹ cũng phải đau đớn. Có khi một ngày, có khi nửa buổi, có khi cả suốt mười mấy ngày. Pháp Hòa biết có những người sanh ra mà người mẹ phải đau bụng tới 10 ngày sau mới sanh. Vì vậy mà người Trung Hoa đó, người ta gọi cái ngày sinh nhật của mình đó, là Mẫu Nan Nhật. Mẫu là mẹ, nan là khó, nhật là ngày. Ngày mà người mẹ phải chịu khó cực dứt với mình. Cho nên thay vì gọi là sinh nhật thì chúng ta gọi là Mẫu Nan Nhật. Nói vậy để làm chi? Để chúng ta nhớ cái ơn của mẹ. Và con người này, cõi đời này, chúng ta phải thọ khổ. Khổ của cái sanh đẻ. Và xin lỗi, do đâu mà người nữ có thai phải có sự dục nhiễm của nam nữ thì mới có được cái thai đó. Và khi sanh ra thì đau đớn, mà lọt lòng mẹ thì dơ bẩn, rồi phải rửa ráy, rồi thậm chí có nhiều khi sanh xong rồi người mẹ ra máu, ra huyết, chết. Cũng có trường hợp như vậy. Vậy thì cái cõi đời này của chúng ta có cái khổ thứ nhất là sanh khổ. Mà ngược lại ở cõi cực lạc thì không có sanh khổ như thế. Mà cõi cực lạc gọi là gì? Liên hoa hóa sanh thân lạc. Sanh từ đâu? Sanh từ hoa sen. Cho nên mới có câu đó.
Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu, xen chính phẩm ở cõi Cực Lạc làm cha mẹ của mình, làm mẹ mình. Vì sao mà, vì sao? Vì chúng ta sanh không phải bằng dục nhiễm của nam nữ mà thọ thai, mà bằng sự thanh tịnh. Cho nên mình sanh về cõi đó thì từ hoa sen sanh. Bây giờ Pháp Hòa nói như vậy ha, rồi Pháp Hòa ví dụ nè. Mình đi chùa, trước kia có biết chùa chiền gì đâu, thậm chí ai rủ đi chùa còn ngán muốn chết. Tự nhiên có ngày nọ sao giờ thích đi chùa, rồi đi vô chùa xong cái xin quy y, rồi bây giờ thích tụng kinh, thích mặc áo tràng. Mình sanh một, mình bây giờ mình sanh lại trong chùa rồi, cuộc đời mình bây giờ đổi mới rồi. Ngày xưa là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là mất tiêu ở chỗ Bạc Ti, bây giờ thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật ở chùa. Ta gặp mình là bây giờ muốn kiếm mình là đi kiếm chơi trên chùa kiếm. Thì bây giờ thưa đại chúng, hồi trước lúc mình còn nhỏ mẹ cha mình sinh, bây giờ mình quy y theo Phâm Bảo, mình có một cái pháp danh, có một cái tên, và mình là một con người mới. Có phải là mình đã sinh không? Nhưng mà sinh ở trong cái chùa này đâu cần ai sinh, phải không? Mà mình từ trong cái sự vượt thoát cái ô nhiễm mà chúng ta sinh. Như vậy chỗ này gọi là gì? Liên hoa hóa sanh thân. Cho nên được gọi là vui Cực Lạc. Lạc là vui. Bây giờ cái vui thứ nhất của cõi Cực Lạc là gì? Là sanh trong hoa sen. Cũng giống mình đó. Đi chùa là mình sinh một người mới rồi. Hồi đó đó, một câu Phật Pháp nửa chữ cũng không hiểu nữa. Mà bây giờ, hồi đó hỏi mình Tam Bảo là gì, tôi biết chữ Hán là Tam là ba, Bảo là quý, hột xoàn là một món quý, gì đá ruby hay là cái gì đó. Mình hiểu Tam Bảo theo thế gian. Bây giờ ô, tôi biết rồi, Tam Bảo trong Phật Pháp là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Vậy thì cái đời, cõi đời này chúng ta sanh bằng cái nhiễm ô đau đớn, thì cõi Cực Lạc không sanh như thế, mà sanh trong hoa sen. Vì sao mà sanh trong hoa sen? Không có nhiễm ô. Sen là một loài hoa vượt bùn mà, từ trong bùn mà vượt lên. Thì như chúng ta đấy, chúng ta cũng sống ở trong cõi đời đầy bùn nhơ, mà từ cái bùn này bây giờ chúng ta bước ra rồi. Vậy thì bây giờ một khi mình biết đi chùa là mình cũng giữ một phần. Như cái ý nghĩa của Cực Lạc là gì? Liên hoa hóa sanh thân lạc. Rồi, cái thứ hai, cái khổ của thứ hai của cõi đời này là gì? Sanh rồi gì nữa? Già. Sanh là già là lão đó. Trời, nói chữ Hán nữa. Nói tiếng Việt không chịu ha. Sanh là già, sanh rồi lão. Bây giờ hễ có cái sanh thì phải có cái thay đổi của cái tướng đó. Và cái cõi đời này mình bị chịu ảnh hưởng. Thưa đại chúng, quý vị nhìn những người bà con mình ở Việt Nam đó, có thể nhỏ tuổi hơn mình hoặc bằng tuổi mình mà nhìn họ già hơn mình. Tại sao? Vì cái quốc độ, cái thời tiết ở đó nắng rám, nó làm cho con người đen đuốc, nhìn cằn cỗi. Nhưng mà ngược lại, chúng ta sanh sống ở đây thì cuộc sống mình, da dẻ mình nó khác. Thật sự mình ở đây mình lo hơn bên Việt Nam nhiều lắm. Ở Việt Nam á, nếu có lo đi ít thôi, lo một vài bill thôi, ở đó mình lo nhiều bill lắm. Ở đây mà ở Việt Nam á, 10 người mới có thể có được một chiếc xe hơi, hoặc là 100 người mới có một chiếc. Còn ở đây á, hầu như mỗi người một chiếc. Mà có chiếc xe hơi là phải lo gì? Bảo hiểm nè, tiền xăng nè, tiền bảo trì nè. Mà gặp mình ở xứ tuyết nữa, trước khi mùa đông là phải đi tune up xe, rồi phải thay 4 cái bánh xe mùa đông, phải không? Dạ, yeah. Một chiếc xe không là thấy sơ sơ, bill xăng, bill bảo hiểm, bill bảo trì. Rồi giờ tới cái nhà. Không, bảo hiểm nhà,
bảo hiểm nhân thọ. Rồi ngoài ra con cái ở đây sợ nó hư, bắt đầu đăng ký đi học đàn, học bơi, học võ. Một tháng không biết bao nhiêu cái lo. Nhưng mà tại đỡ một cái là mình ở cái xứ này, mình còn có đi làm, có đồng ra, đồng vô. Và thời tiết nó làm cho con người không đến nổi. Cho nên nhìn người mình cũng tươi tắn, trắng trẻo hơn những vị ở Việt Nam. Đó mình nói một cái ví dụ giữa Việt Nam dưới đây. Thì nói như vậy để Pháp Hòa ví dụ cõi đời này và cõi cực lạc. Cái cõi đời này có người chúng ta già, nghĩa là thay đổi theo quốc độ, thời tiết, công việc. Có một người suy nghĩ nhiều, lo lắng nhiều, tóc bạc hết. Vì cái cõi đời này nó rất nhiều thứ nó chi phối, nó làm cho con người mình già theo nó. Pháp Hòa ví dụ như trước năm 2006, Pháp Hòa nhìn ok lắm chứ. Lâu lâu cho mình nhận giải tự tin chút á. Nhưng mà sau khi mà mình bao nhiêu cái trách nhiệm trên người mình rồi thì sao? Quá chừng mệt mỏi. Thì Pháp Hòa nói như vậy, thì ở cõi cực lạc không bị cái đó. Ở cực lạc được cái phước thứ hai là gì? Tướng hảo trang nghiêm lạc. Còn ở đây nè, mà cái cõi đó không cần làm gì hết. Tại vì sao? Ở cõi đó không có rầu lo buồn khổ bêu bổng gì hết, không có bị chi phối bởi tình cảm vợ chồng con cái, nó hẹn mình mà nó không tới. Rồi không có phải lo cái phone bất cứ cái gì, cho nên thân tướng người ta trang nghiêm. Còn ở cõi đời này là thôi đủ thứ hết, nội cái phone thôi mà đổi liên tu bất tận. Rồi nội cái thích xài phone xịn mà không biết tắt phone mới chết. Phone xịn nào không có hết mà đại chúng nhớ tắt phone nghe. Dạ con tắt rồi, tắt sao biết không? Nó vừa réo bấm cái bụp. Nó nín thôi chứ đâu tắt. Cái già mà trong kinh sách định nghĩa già là sao? Thế nào kêu là già? Tóc chuyển màu, da nhăn nhăn, ăn không còn biết ngon, mà ăn vô rồi khó tiêu hóa, tay chân run rẩy. Hồi xưa ngồi cả ngày không mệt, đánh tứ sắc cả đêm có sao. Hồi xưa tứ sắc luôn còn sao, giờ nhức sắc à. Tự nhiên mình thấy mình mệt mỏi. Thì trong kinh sách định nghĩa thế nào là già? Từ tóc nha, tóc đổi màu, mắt mờ, da nhăn, răng rụng, ăn không ngon, ăn không tiêu, gối mỏi, tay run, đủ thứ hết. Đó là hiện tướng của già. Bây giờ quý vị để ý coi, sức khỏe của mình mỗi năm là mỗi xuống dốc. Mỗi năm là mỗi xuống dốc, chứ đừng có nói là mình nói như vậy là nói có một cái khoảng cách, một cái chu kỳ là một năm đó. Chứ nhiều khi tháng trước tháng sau là mình đã thấy khác rồi. Thậm chí có những người đang khỏe, sau một cái cơn bệnh ruột thừa ruột dư gì đó, đi vô một ca mổ ra là sức khỏe nó yếu liền. Cơ thể mình đó mà hễ có sự giải phẫu là nhất định sẽ xuống sức. Đó là già. Nhưng mà ngược lại ở cõi cực lạc thì thân tướng hảo trang nghiêm. Tướng là cái tướng, cái form, hảo là đẹp, tướng hảo là tướng đẹp. Trang nghiêm ở đời này mình mà muốn đẹp là phải làm dữ lắm, đánh mấy lớp luôn. Trên này thoa, đây thoa, đủ thứ hết nó mới đẹp, chứ đâu phải tự nó đẹp đâu, mà cõi cực lạc khỏi. Cho nên cái chữ trang nghiêm á, nghĩa là khi chúng ta tu tập là có sự trang nghiêm. Pháp Hòa ví dụ ha. Ví dụ như một Phật tử đi chùa thì gặp chư Tăng, mình mặc áo tràng xong gặp chư Tăng chắp tay: Mô Phật, con kính thầy. Đâu có làm gì đâu.
mà mình nhìn Phật tử nói chà cô Phật tử đó trang nghiêm quá, đâu có cần phải xách một cái giỏ rồi đi tướng làm sao. Cái đó người ta kêu là gì? Quý phái sang trọng chứ không phải trang nghiêm. Còn trang nghiêm theo cái chữ nghĩa của nhà Phật là người đó ở nơi đó có một cái cách cung cách mà người ta nhìn nó có một cái gì nó đầm thắm, nó điềm đạm, nó đẹp, cái nét thuần hòa ở trong đó. Cái đó gọi là trang nghiêm. Ví dụ mình thắp cây hương, thắp xong rồi lấy mình thắp hương á, thay lấy cái tay quạt chứ không có lấy miệng thổi. Ta nhìn cái đó thôi, Phật tử này có học nè, có học oai nghi nè, phải không? Đèn thờ trên bàn Phật á, muốn tắt là phải có cái đồ chụp xuống, chứ hoặc là lấy miếng giấy đậy lên cho nó tắt chứ không đưa cái miệng thổi. Nhiều khi có thói quen kêu tắt đèn cái đưa cái miệng thổi. Tại sao trong chùa không cho thổi đèn? Có hai ý. Một là mình thổi như vậy, cái hơi dơ trong miệng mình nó có thể làm cho cái đèn dơ, thì mình cúng Phật không đủ trang nghiêm thanh tịnh. Ý nghĩa thứ hai, lỡ có con muỗi con gì nó đang bay ngang, do cái thổi của mình mà con muỗi nó rớt vô cái đèn đó nó chết. Cho nên chúng ta không có thổi đèn, cũng không có thổi nhang. Vì nhang là cái hương mình sắp sửa dâng cúng, mà cái hơi miệng mình nó không có được sạch thì mình thổi vô có thể làm ô uế cây hương đó. Thì bởi vì khi mình cúng là mình đem trọn tấm lòng của mình. Ý nghĩa nó vậy đó. Cho nên á, chữ trang nghiêm là khi mình làm cái gì, mình nói, mình làm, mình đi đứng, ở trong đó nó toát ra được một cái đạo hạnh, một cái sự thanh tịnh từ nội tâm, thì nhà Phật gọi là trang nghiêm. Ví dụ như hồi nãy, giờ này đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh. Vậy thì muốn trang nghiêm thì chúng ta phải có sự thanh tịnh. Thanh tịnh nó mới trang nghiêm. Mình làm gì mà ồn náo thì ta nói sao chỗ này nó nhộn nhịp, nó ung sùm. Còn cái chỗ nào yên tịnh, mọi đông người mà vẫn giữ được cái nét yên tịnh thì nó quá trang nghiêm quá. Cho nên Phật tử chấp tài, chấp ngay ngắn, xá Phật, xá chư tăng, cúi xuống, chứ không có xá sơ sơ. Có nhiều khi vừa xá vừa ngước, khỏe không? Mình xá Phật, xá xuống, thì chúng ta nhìn cái xá đó thôi trang nghiêm quá. Vậy thì cõi cực lạc là tướng hảo trang nghiêm lạc. Còn cõi đời này cái già nó chi phối. Do đâu mà con người dù không lo gì, con người nó cũng già, mà nó già theo thời theo cái tuổi tác. Nhưng có nhiều người ta già mau hơn là kêu già háp á. Hoặc là do đâu mà có người già lẹ, do lo lắng buồn khổ. Cho nên cõi đời này á, sở dĩ nó có những cái biến đổi nhanh lẹ là tại vì cái khổ nó chi phối mình. Có nhiều người chỉ một đêm rầu thôi, ngày hôm sau ra. Cho ta mới có câu là tâm sầu bạch phát, lòng mà rầu tóc bạc. Tâm sầu bạch phát, phát là tóc. Vậy thì cõi đời này chúng ta bị cái chi phối thứ hai là khổ, là già khổ. Nhưng mà cực lạc thì thân tướng trang nghiêm. Tại sao? Vì không ân, không oán, không sầu, không già, không chết, có đau luân hồi. Nói tóm lại, những khi chúng ta sao dù chúng ta sống ở đời này, bây giờ so với cái người mà ít lo rầu với cái người thường lo rầu, hay nói cách khác là cái người sống mà tâm tư họ thảnh thơi nhẹ nhàng, nhìn họ tướng của họ nó cũng khác cái tướng lo rầu của người đang khổ đau. Rồi cái thứ ba, con người của chúng ta ở đời này bị chi phối bởi một cái thứ ba. Con người mình chi phối bởi cái thứ ba là gì? Là bệnh. Phải không?
sanh, già, bệnh. Rồi, bệnh là sao? Thật ra con người chúng ta đã có cái thân này thì cái bệnh nó sẽ đến. Nhưng mà có nhiều người bệnh lẹ hơn, nhanh hơn. Một phần là do đời sống của chúng ta hàng ngày. Ví dụ như mình ăn uống không có cẩn thận, ăn không có kỹ lưỡng cũng dễ bệnh. Rồi và hiện đời này, vì con người vì muốn đáp ứng những nhu cầu cho nên họ xài nhiều cái hóa chất hơn. Ví dụ ngày xưa mình ăn trái cây chín cây nhiều, bây giờ mình ăn toàn là trái cây gì? Có thuốc, có hóa chất. Tại vì con người càng đông, tiêu thụ càng lớn thì cây nào mà nó mọc cho kịp, thì buộc lòng người ta phải bỏ thuốc. Rồi ngay cả bây giờ con vật cũng có thuốc luôn, cộng rau cũng có thuốc luôn. Pháp Hòa có thấy có những nơi người ta trồng xà lách, tối nay gieo hạt sáng mai có xà lách rồi. Thì bây giờ mình ăn, quý vị để ý hôm nào mình đi, mình hồi xưa mình Pháp Hòa nhớ hồi đó mình mới qua đây đó, mình mua rau á, về mình không có rửa gì hết á, để vậy mình gói trong báo á, mình cất trong tủ lạnh nhiều khi cả tuần. Bây giờ quý vị thấy không, rau nó mau hư lắm, rau nó mau hư mà nó thối đó. Vì sao? Thuốc quá nhiều. Thì quý vị cứ tưởng tượng á, những cái chất đó mà nó vô trong cái ruột của mình, cái bao tử của mình thì sao đây? Đó là chưa nói người ta nuôi heo, nuôi gà toàn là ăn quá chất. Rồi mình mua về mình đâu có ăn liền đâu. Họ làm ở trong hãng á, khi nuôi là đã quá chất phải không? Rồi hãng đem về cắt thịt gì đó, ướp quá chất lần thứ hai, bỏ freezer, rồi đem ra bán. Bán mà hôm nào nó sale là mình đi ra mình hốt, hốt về cả tủ vậy đó. Mình đâu có ăn liền trong vòng tuần lễ, ăn 10 cái cục đó đâu, ăn mấy tháng trời. Rồi để trong freezer là đã một quá trình rồi phải không? Rồi ngày mai ăn là tối nay xả đá, đi làm về tối chiều bắt đầu cái đó nó mới tan đá. Thì quý vị tưởng tượng nguyên một cái buổi chiều mà nó xả đá thì bắt đầu nó đã có vi khuẩn rồi. Rồi mình nấu xong rồi mình không có thời giờ, mình nấu một lần ăn tuần, cứ như thế. Cái độc hại nó phải tăng trưởng thôi. Đó là chưa nói hà tiện đó nha. Chưa nói mình mà hà tiện mà cất giấu rồi để dành rồi mà nó móc meo lên rồi xớt rồi cắt rồi gọt rồi ăn lại. Mình nói như vậy thì cái bệnh của cõi đời này, bệnh là căn bản rồi đó. Nhưng mà chúng ta mau bệnh hơn và bệnh nhiều hơn là bởi vì cái đời sống của chúng ta, cái nhu cầu, cái tham đắm của con người chúng ta. Quý vị thấy ngày hồi nhỏ mình với con mấy đứa nít ở đây là khác rồi phải không? Rồi mấy đứa con nít mà nó sanh ở đây cả 20-30 năm về trước và con nít mà nó sanh ở đây hiện những năm tháng sau này khác nữa rồi. Những đứa nhỏ hồi mấy chục năm trước á, nó không có iPhone, nó không có iPad, phải không? Nó không có internet. Vậy mà nó đời sống nó khá thiên nhiên. Bây giờ quý vị để ý có tất cả con nít, nó đi tới đâu là mỗi đứa hát bài riêng một góc trời. Mỗi đứa một cái iPhone, mỗi đứa một cái iPad. Nó vô mỗi đứa một góc, nó không nói chuyện với nhau. Mà lâu lâu mình nhìn vô mình thấy hí 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 nó cười, tưởng đâu nó giỡn, nó nói chuyện với nhau. Thì ra là nó đang chơi game, nó thích thú cái gì đó. Hầu như cái sự liên hệ giữa con người với con người càng ngày càng giảm đi. Bây giờ chúng ta nhiều khi ở gần bên vậy chứ không có nói, không có nói chuyện. Muốn cái gì là send message. Ổng ở trên lầu mình ở dưới mình bấm xuống ăn cơm ông. Ổng nhắn xuống ok rồi xong. Khỏi kêu. Không, thành thử ra cái sự liên hệ giữa con người với con người mình cũng ít rồi. Pháp Hòa đi giảng cũng nhiều cái gì. Thì Pháp Hòa đi những cái chuyến đi mà gọi là công cộng. Bây giờ quý vị ra phi trường quý vị ngồi coi.
không ai nói chuyện với ai hết, vì người nào cũng có một cái form hết. Và người nào ngồi xuống rồi là bắt đầu thế giới của mình nó nằm trên bàn tay của mình. Thật sự cuộc sống nó đã đưa con người đi tới đó, chứ nhiều khi mình không cố tình cố ý vậy, nó thành một cái thói quen rồi, ngồi xuống là phải móc phone check rồi. Nó quen rồi. Rồi Pháp Hòa đi hướng dẫn những cái lớp khóa tu chung chung vậy, và nhất là mấy đứa thích tối nó vô giường ấy. Ví dụ như vậy, bắt đầu mỗi đứa móc cái phone ra rồi bắt đầu nó có thế giới của nó rồi đó, rồi mình phải đi kiểm soát, mình nhắc nhở. Rồi bây giờ hồi đó đó mình ngủ thiên nhiên lắm, thậm chí mà ngủ mà mở quạt máy mình cũng không thích nữa, tại vì quạt máy nó làm cho mình dễ bệnh dễ cảm. Bây giờ mỗi lần đi ngủ coi phone nè, iPad nè, chạc điện để xung quanh ảnh hưởng cái này ghê gớm lắm. Vì trong khi điện đó quý vị không, nó ảnh hưởng đến cái luồng điện, nó ảnh hưởng đến cái bộ não mình dữ lắm. Cho nên có nhiều người, người ta còn khuyên mình không nên ngủ gần computer. Và nếu như mình ở trong cái phòng mình có computer là phải tắt hẳn, chứ đừng để nó on trong khi mình ngủ. Và có những em á, nó chơi game nhiều đến mức độ là cái chân mày nó rụng hết, là tại vì cái điện lực đó. Quý vị tưởng tượng đi học từ 4 giờ chiều ngồi trên game cho tới 6, 10 giờ đêm, 11 giờ đêm, ăn đâu cũng bới một tô, nó vô nó ngồi nó ăn mà. Thì cứ ngày nào cũng có như vậy thì làm gì không ảnh hưởng đó. Cho nên ở cõi đời này chúng ta có một cái khổ là bệnh khổ. Nhưng mà ở cực lạc thì sao? Tự tại thanh thái lạc. Tại sao gọi là tự tại thanh thái? Có cái gì đó mà phải bị chi phối. Mình bây giờ có cái phone là chị nhà chị có wifi không? Có password không? Phải không? Rồi đi tới đâu cái có chỗ ghim điện cho tôi ghim chặt. Khoan, hỏi sức khỏe đó, tôi ghim cái điện, tôi cho cái phone tôi nó khỏe một cái rồi mình tính sao. Không có tội lỗi gì, nhưng mà Pháp Hòa nói để rồi chúng ta thấy là cuộc sống của chúng ta nó bị chi. Bây giờ quý vị qua xứ nghèo, ví dụ như Ấn Độ, con người họ vẫn còn đang sống bằng cực lạc nha, tự tại thanh thái, không có cái gì để lo hết. Trừ những cái thành phố mà gọi là sung túc thì không nói. Nhưng mà đa phần người dân Ấn Độ nghèo lắm. Có những vùng chưa có điện nha quý vị. Chiều 4 giờ là người ta lo người ta ăn cơm đi. Rồi chừng 6 giờ là trời tối là người ta sống trong bóng tối. Thậm chí là đoàn hành hương của mình lái xe đi những con đường, đèn xe mình nó pha vô mới thấy là ồ, ở trong đó có một gia đình đang ngồi ăn cơm. Nhưng mà người ta khỏe lắm, đâu có lo gì hết. Người ta đi đâu, người ta đi không cần lo, vì có nhà có gì đâu mà sợ mất. Đâu có cần set alarm. Còn mình bây giờ nè, đi đâu cũng set alarm. Nhưng mà cuối cùng rồi quăng hình lên Facebook, báo cho thiên hạ biết gia đình tôi đang đi chơi xa. Ăn trộm nó nói cảm ơn. Cảm ơn báo tin. Nó biết cái nhà này đi chơi tuần lễ rồi. Thành thử ra cái mà Facebook mà chúng ta đưa hình ảnh lên báo cho thiên hạ biết mình đang đi chơi đó, không? Nghe thì có vẻ sang trọng đó, nhưng mà mình đâu có biết nhiều khi trong cái vô hình, vô tình đó, chúng ta đã báo cho ăn trộm biết. We are not home. Feel free. Vậy thì cõi đời này chúng ta bị một cái bệnh làm khổ mình. Bệnh nó nhiều thứ nha. Bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Bệnh thân nè, bắt buộc phải có rồi. Bệnh tâm có không? Có. Stress khủng khiếp. Quý vị biết cái mùa lễ này nè, đừng có nghĩ là mùa lễ này là thiên hạ exciting, vui vẻ nha. Có rất nhiều người bị stress. Stress là tại vì cuối năm rồi, mình phải thanh toán một số nợ, bill bổng, không có tiền, job không có, việc làm không có. Stress là vì quá nhiều bạn bè hòa cáp, rồi mình phải lo.
Stress là vì người ta vui sai với bè bạn, người thân, mình cô đơn, lonely một mình. Nhất là những người độc thân, họ không có tu tập thì rất là dễ bị stress. Như em đây. Alone. Trời ơi, tối 24 là người ta đi hết trơn. Thầy ngon thầy. Thầy cũng là bạn bè tới con đó, ông còn đông hơn nữa. Dạ con đâu có nhiều đâu, chứ thầy là nhiều lắm á. Thì thưa đại chúng là bệnh nó có 3 dạng: bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Thì cõi đời này chúng ta chi phối bụng một cái gọi là bệnh đó. Nhưng mà bù lại cõi cực lạc không bị cái bệnh này. Vì sao? Vì tự tại thâm thái lạc, cho nên được gọi là cực lạc. Thí dụ cõi đó là Bồ Tát bất thối là bạn lữ, nghĩa là các vị Bồ Tát không còn thối chuyển trên đường tu làm bạn của mình. Còn ở đời này á, bất thối Bồ Tát bạn lữ ít lắm. Đừng nói nghe, tặng quà mà không tương ưng cái tiền mà họ tặng mình, họ cũng nói mình keo nữa đó. Cho nên là họ tặng mình cái món hàng đó, mình phải biết cái giá trị của món hàng đó, rồi mai mốt tới phiên họ mình phải tặng tương đương, chứ không là người ta quánh giá. Ở cõi đó ta không có phải chuyện thù tạc giảng lai, mời mọc ăn uống, bao bọc với nhau. Còn cõi đời này bao làm xoang làm xộp, nó mau xẹp. Bao nó 5 lần mà nó chẳng bao mình lần nào là bắt đầu rồi đó, xài không được. Thí dụ vậy ha. Rồi chưa nói gì nữa, cõi đời này có những cái phong tục là gì, vô ăn chia bill. Ăn trăm nó hỏi bill muốn chia mấy lần. Khổ không? Vì sao? Vì cõi đời này còn thối chuyển lắm. Thối chuyển là gì? Lui sụp. Tâm tánh phải thù tạc vãng lai. Người ta đối với mình như vậy, mình không đối lại là bắt đầu mất bạn. Rồi sợ người ta cười, sợ người ta nói, đủ kiểu hết. Cho nên thối chuyển cõi đời này khá nhiều. Nhưng mà ở trên đó đó, không có cái chuyện mời mọc vãng lai thù tạc gì hết, cho nên khỏi lo. Như vậy, hôm nào mà chúng ta sống, chúng ta được quen biết những người bạn bất thối, mình có buồn, mình muốn nghỉ đi chùa, người ta vẫn khuyên mình trở về tu tập. Chuyện phiền não bạn bè, người này người kia đó là chuyện bình thường của thế gian. Tại sao mình lại thối chuyển bằng những cái chuyện như vậy? Đó là bất thối Bồ Tát. Đúng rồi, chị ở nhà đi, đừng thèm tới đó nữa. Đi chùa phiền não quá đi chi. Đây là bất, là Bồ Tát thối chuyển nha. Chuyển là dời, thối là lui. Họ dời mình từ đây qua đây, rồi họ lui mình mất tiêu. Cho nên ở đời này quý vị để ý, đừng có nói là bạn bè, là ba con ruột thịt với nhau, cũng dễ buồn nhau vậy. Chỉ cần xê xích một chút, nói chuyện mà sai một chữ họ cũng buồn mình. Hoặc là lỡ mình không thấy, mình không chào họ, họ cũng buồn mình. Đủ thứ hết. Sanh, lão, bệnh, phải không? Đó là tâm bệnh, thân bệnh, nghiệp bệnh. Rồi cái thứ tư của cõi đời này là gì? Chết. À, chết nó cũng có nhiều cách chết lắm. Chết mà đun ra mà chết kêu chết ngất, chết lạnh kêu chết ngắt, xỉu kêu chết giấc. Nhưng mà cõi cực lạc thì thọ mạng vô lượng lạc. Cực lạc là thọ mạng vô cực, thọ mạng vô lượng. Cõi đời chúng ta thì thọ mạng hạn lượng. Ví dụ như mình nói, hồi xưa đời người 100 năm, nhưng mà đời người giờ còn nhiêu? Có 60 năm mà. Nhưng mà có nhiều người còn không tới tới 60 năm nữa, chưa hết đời người nữa. Thấy không? Và cõi đời này hiếm có người sống tới 3 số lắm. Thường thường là 2 số thôi.
98 tuổi, 99 tuổi, ai mà được ba số là lên trăm, hiếm lắm. Pháp Hòa nhớ Hòa Thượng Trí Tịnh đó, mỗi khi mà Ngài khai thị, Ngài hay nhắc lắm. Hiếm có ai sống tới ba số lắm. Cho nên hồi xưa người ta có câu đó, sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng bá tuế nhân. Ở trên núi cao tự có cây cả ngàn tuổi, nhưng mà ở đời này tìm một người trăm tuổi khó lắm. Thế thượng nan phùng bá tuế nhân, kiếm một người trăm tuổi đâu phải dễ. Nhưng mà nếu chỉ cần lên rừng sâu kiếm cây ngàn tuổi khó. Vì sao? Vì chúng sanh ở đời này sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Sanh thì có chừng có biết chừng nào đó, nhưng mà tử không biết. Ví dụ mình nhìn cái người đó, căn bản một người mang thai là 9 tháng 10 ngày. Thì đó là sanh hữu hạn chứ gì, ai cũng có thời hạn để sanh. Nhưng mà tử thì vô kỳ, không nói được. Không ai bảo đảm được thọ mạng của mình. Ở cõi cực lạc thì thọ mạng vô lượng. Cho nên Đức Phật A-di-đà có ba nghĩa. Chữ A-di-đà có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là vô lượng thọ, nghĩa thứ hai là vô lượng quang, nghĩa thứ ba là vô lượng công đức. Đó là nghĩa của chữ A-di-đà. Nhưng mà nói tới vô lượng quang á, Đức Phật Di-đà có tới 12 ánh sáng. Vô lượng quang, vô đối quang, vô xưng quang, vô ngại quang, diệm vương quang, nhớ không? Quý vị hay đảnh lễ đó. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Xưng Quang Như Lai. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Diệm Vương Quang Như Lai. Thì những cái chữ đó là để diễn đạt lên cái ánh sáng của Phật Di Đà đó. Cho nên Đức Phật Di Đà có 12 ánh sáng. Vô xưng quang là không có gì tương bằng. Vô diệm quang là rực rỡ. Vô đối quang là không có cái gì có thể đối được. Vân vân. Siêu nhật nguyệt quang là vượt cả ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Cái thứ năm, hồi nãy là Pháp Hoàng mình nói bốn cái khổ của thân nha. Bây giờ bốn cái khổ tâm lý của thế gian nè. Con người của thế gian ta có cái khổ thứ năm là gì? Cái khổ thứ năm của chúng ta là cầu muốn mà không được là khổ, gọi là cầu bất đắc khổ. Đề khổ thuộc tâm lý á, muốn mà không được khổ, có phải không? Cái gì mình muốn mà không được là mình buồn. Mà chắc gì muốn xong vui không? Chưa. Ví dụ thiếu gì, một hai là phải cưới cho được người đó, rồi cũng một hai phải báo biểu là phải bỏ người đó, thí dụ vậy. Cho nên ở đời này cái mình muốn mà không được là mình khổ, nhưng mà muốn rồi mà chưa chắc đã vui. Cho nên cái đó gọi là khổ khổ. Muốn đã là khổ rồi, xong tới hồi muốn mà được rồi vẫn khổ tiếp. Ví dụ nói tôi rất muốn mua cái nhà đó, mua xong vui không? Vui chút đó thôi. Để ai hỏi nó nhà của ai? Nhà của tôi. Nhưng mà sẽ khổ 25 năm chả mò ghép. Rồi còn gì nữa? Phải mua sắm cho nó tương xứng với cái nhà đó. Có thể đồ cũ của nhà bưng qua xài cũng được nữa, nhỏ quá. Ví dụ vậy. Nhưng mà ngược lại cực lạc làm sao? Cực lạc là hân dục như ý lạc. Chữ hân là vui, chữ dục là muốn. Hân dục nghĩa là như ý, nghĩa là mình được toại nguyện những cái muốn, mà muốn trong cái tịnh lạc, trong cái hân hoan của mình. Mà cõi đời này muốn không được là khổ. Nhưng đâu có dừng ngay đó, tiếp nói. Thí dụ bây giờ mình có con, không có con khổ lắm, buồn. Có đứa cho hữu hỷ. Nhưng mà khi mà có đứa con rồi là mình khổ. Chăm sóc,
Nó từ lúc nó nhỏ cho đến khi nó 13. Khi nó bước sang tuổi 13 là cái khổ chăm sóc hết rồi. Bây giờ cái khổ gì? Lo lắng. Không biết nó chơi với ai, nó quen với ai. Rồi mình mong cho nó học thành tài, nó có vợ có chồng cho mình yên. Chắc yên không? Không. Nửa đêm mà thấy điện thoại nó là rầu rồi đó, không biết chuyện gì nữa đây. Đó, mà bây giờ mình có một đứa con, mình giữ con cho nó mà mình không giữ đứa thứ hai nó buồn. Và đứa thứ hai mình giữ xong mà đứa thứ ba nó sanh mình không giữ nó buồn. Cho nên cái mình muốn thì được rồi đó. Nhưng mà sau đó rất nhiều cái chi tiết sau cái muốn đó của mình. Khổ lắm chứ đâu. Thầy trụ trì thầy than hoài. À, thầy lâu lâu cái sao giấy tờ nó đòi này đòi kia. Ở ngoài cái kiểu mấy đất mới. Pháp Hòa nói thầy ơi, thầy muốn cái gì ở xứ này? Người ta biểu á, ở đây là cái xứ luật. Cái xứ của mình đây là xứ luật. Chứ nó không, luật thì nhiều mà rừng thì ít. Có nhiều xứ rừng nhiều mà luật ít. Còn ở xứ này là rừng ít mà luật nhiều. Nó có hai loại permit sau khi xây chùa xong. Cái permit thứ nhất là cái permit về building. Cái permit thứ hai là cái permit sinh hoạt. Mình xây xong cái chùa, nó vô nó kiểm từng chi tiết cho cái permit đó. Nhưng mà không cho sinh hoạt là vì chưa có hệ thống cứu quả. Mà muốn được cái giấy phép sinh hoạt là phải chịu tốn tiền để mà mướn cái sở cứu hỏa tới. Cái họ gắn hết cái alarm system cho cái building đó. Mà cái đó là tối ưu quan trọng. Vì mình xây xong mình không cho sinh hoạt là xây để làm gì? Cho nên mình không hà tiện xây cái chùa Bạc Triệu, không hà tiện. Cuối cùng hà tiện 5,000 gắn alarm thôi. Thì không được. Cái luật nó là vậy đó. Nơi nào có người ở dù một đêm cũng phải có vấn đề an toàn. Không có là không được. Cho nên ở cõi kia người ta không có muốn cái đó. Tại vì sao? Vì bất cứ nơi nào người ta ở cũng đều là thanh tịnh một màu. Còn ở đây là mình muốn cái gì là phải làm cái đó. Mà làm á, cái này nó xanh là cái kia nó xanh, này xanh kia xanh. Chứ đâu phải bình thường. Cầu muốn mà không được là khổ. Nhưng mà muốn rồi mà được cũng chưa chắc đã muốn. Ví dụ như nay tôi muốn qua Mỹ, tôi muốn qua Canada. Qua được tới đây rồi, vui con xong cái muốn qua thôi. Giờ qua làm gì? Không biết tiếng Anh thì phải đi học. Không có việc làm là phải đi xin. Vân vân. Cho nên chắc gì qua đây đã là hết khổ đâu. Cho nên nó tiếp diễn. Đó là cái khổ thứ 6 của cõi đời, là cầu muốn không được khổ. Cái khổ thứ 7 của cuộc đời là gì? Thương yêu mà xa lìa khổ. Cái gì mình thích mà nó mất thì mình khổ. Trời ơi, đừng nói chi là con người nghe, của cải thôi. Nhiều khi mình đi vô trong nhà vệ sinh, lúc mình rửa tay, mình lột, mình làm xong đi ra quên. Vừa đi ra thổi thôi, chừng mấy phút sau quay lại, nó đi lên cõi trên ở. Trời ơi, tức muốn chết. Nó sao bữa nay vía Phật mà tôi xui quá. Đi chùa niệm Phật từ sáng giờ, Phật không phù hộ. Cái gì mình thích mà mình phải xa lìa là khổ. Gọi là ái biệt ly khổ. Tại sao? Tại sao trong này có cái khổ? Vì chúng ta bị một cái then chốt là gì? Là ái. Ái nghĩa là gì? Yêu thích. Mà cái gì mình yêu thích là nó có đối tượng. Mình là người yêu, người kia là được mình yêu. Hay nói cách khác là người đó là người yêu của mình. Hãy cái gì mình yêu là phải của mình nha. Mà hãy cái gì còn cái của mình á là mình khổ. Nhưng mà thật sự không có gì của mình hết á. Cái nhà cũng phải của mình, vợ cũng phải của mình, con cũng phải của mình. Vì mình ái nó quá cho nên mình nghĩ nó là của mình. Thí dụ mình có một thằng con trai duy nhất là mình nghĩ nó là của mình, thương nó mà.
khi nó có, nó không có vợ mình rầu lắm, mình muốn nó có vợ. Nhưng khi nó có vợ xong rồi, khi nó có vợ xong rồi thì mình lại ganh với cái người dâu. Tại vì con dâu bây giờ phần tình cảm của mình với đứa con, mẹ chồng nàng dâu bắt đầu có chuyện. Vì mình có đứa con duy nhất, trong mấy người mà có con duy nhất mà thiếu sự tu tập, thiếu sự bao dung, nhìn xa thấy rộng là lúc nào cũng sẽ bị cái đó. Vì mình nghĩ mình mất một phần tình cảm. Mà cái chuyện đó làm sao được? Hồi xưa nó ở với mình, đi làm về nó lúc nào nó cũng có mình nó lo. Bây giờ mình đi kiếm người thứ hai thì nó phải chi phối thời gian và công việc chứ. Tại sao mình lại muốn nó y chang như cũ nữa? Không hiểu được điều đó là bắt đầu có chuyện. Cho nên từ đó, cái bây giờ mình ái nó rồi mà mình cảm giác là nó biệt ly mình, cho nên mình khổ. Mà mình thiếu cái sự nhìn rộng là hai người là thời gian nó phải chi phối khác. Hai người là nó phải, rồi mai muốn nó có con tới ba người là nó phải chi phí khác. Mà nó có ra gia đình, nó ra riêng thì nó phải có chi phí khác. Mình không hiểu cái chỗ đó, mình cứ thấy phần của mình thôi. Cho nên cái gì là của mình thì cái đó mình khổ. Vì mình đặt để phải là của mình. Ở đời này không có gì của mình hết. Cái xe mình mua mà chưa trả hết nợ cũng chưa chắc là của mình. Xin lỗi, thậm chí vợ mình cưới cũng chưa chắc của mình. Chồng mình đó mà cũng chưa chắc là của mình. Chứ không có gì ở đời này của mình. Nhưng mình chắc nó là cái của mình. Cho nên có chữ ái trong đó, có đối tượng. Chứ mà ở cõi cực lạc thì gì? Hải chúng thường tụ lạc. Chúng là ta đông như biển vậy đó, gọi là hải chúng. Quy tụ lại nhưng mà vui, không có làm khổ nhau. Ví dụ như bây giờ đại chúng tập hợp về chùa đây nguyên ngày nè. Đã, cái này là hải chúng tụ lạc nè. Không có dành thầy tôi, chỗ này của tôi, cái mỏ này của tôi, của chùa. Bữa nay anh tới, đúng duyên anh lên anh thỉnh cái mỏ đó. Cái mỏ này tôi thỉnh, tôi thích, vừa tay tôi. Bữa nay tới tôi lấy cái mỏ này ra, tôi tụng xong tôi đem cất cái mỏ. Người khác tới cứ lấy mỏ của họ ra tụng. Hôm qua chú Trung Chánh chú nói, thầy con xài mỏ nhỏ được không? Nói con có cái mỏ rồi, con muốn xài mỏ lớn. Cái thứ bảy là ái biệt ly. Hồi nãy là cầu bất đắc, bây giờ là ái biệt ly. Cái thứ sáu là ái biệt ly. Vì chúng ta có cái dính mắc, cho nên ở cõi cực lạc thì không như vậy. Hải chúng thường tụ lạc, bởi vì không có cái gì mình dính hết. Rồi bây giờ cái thứ bảy á, cõi đời này là gì? Thương mà xa lìa. Nhưng mà cái ngược lại của nó là gì? Ghét mà cứ gặp, gọi là oán tắn hội khổ. Cuộc đời mình bị chi phối cái thứ bảy này nè. Mà cái này của bộ hơi khá. Mình sống sao không biết, mà riết rốt cuộc xung quanh mình người nào cũng ưa hết á. Mà đôi khi mình không bao giờ mình thấy cái đó, nhưng mà người khác ta để ý, ta lợi ta nói, chị, anh có quen năm, thôi đừng nói tôi nhỏ đó, tôi cũng ưa. Tự sao mai mốt người gặp hỏi biết bạn không, thôi đừng nói tôi nhỏ tôi cũng ưa. Mà mình sống sao rốt cuộc mà không ưa ai hết trơn á. Cái này mình phải hỏi lại là ủa vậy là cái máy của mình, cái máy tình thương của mình nó có vấn đề hay là thiên hạ xung quanh có vấn đề? Có nhiều khi á mình ghim điện vô, không có điện đem dục rác, nhưng mà mình quên cái điều là đâu phải cái máy nó hư mà có thể là do nguồn điện chỗ đó nó hư. Cũng thế, coi chừng cái nguồn tình thương của mình nó bị something wrong. Chứ tại sao không lẽ người ta xung quanh ta sống dở đến mức độ là đến với mình cái là ta trở thành người thấy ghét sao? Cái này mình phải quán lại. Quán tắng hội. Tôi không ưa nó mà sao tôi gặp hoài. Rồi mình cứ đi tha, mình đi khoe với người này người kia đó. Người ta nghe mình riết ta ớn, ta nói thôi ôi, cái chị này ai chỉ cũng ưa hết, thôi tôi cũng né chị đi. Chứ bữa nào tới phiên tôi.
chỉ ghét được người một thì chỉ ghét người hai, mà chỉ ghét năm người thì tôi chỉ là người thứ sáu. Có ngày cho quán tăng hội. Nhưng mà cõi cực lạc thì không như vậy. Bởi vì sao? Cõi cực lạc là thượng thiện câu hội lạc. Thượng thiện câu hội là gì? Toàn là những người có cái tâm thượng thiện, không có cái tâm nhỏ. Mình còn giận người ta là tại vì cái tâm mình nó còn nhỏ nhất, nó còn thiếu cái lượng từ bi, nó thiếu cái tâm bao dung. Chứ còn nếu mà mình đủ cái tâm bao dung á, thí dụ bây giờ người đó người ta nhỏ mà nó hổn đi, mình trách nó nhỏ mà hổn với tôi ghét. Nếu người có tâm bao dung gì, nó nhỏ, nó không biết, nó hổn, mình là người lớn không có trách nó. Nếu mà mình ấy mình dạy nó đó, cái đó là cái tâm bao dung, thấy không? Rồi ví dụ như giờ cái đứa kia nó mới đi chùa mà được thầy thương hơn, nó mới đi chùa mà nó biết nịnh mà không thầy nó thương. Mình nghĩ khác nha. Thầy có lòng từ bi, người mới tới thầy luôn luôn thầy giang tay, thầy tiếp nhận để cho họ quen dần với chùa. Mình lên cái tâm mình phóng ra, thật sự nãy mình nghĩ vậy là được, nhưng mà thường lắm. Mình phóng ra rộng đi. Cái người đó họ là mới nè, hay là thậm chí mình nói cái người đó còn trẻ, họ có thể lo được cho chùa, thôi mừng, chùa có thêm được một người trẻ để người ta lo cho chùa. Ví dụ vậy đó. Nhiều khi cái đứa con mà nó hay làm khổ cha mẹ, mà cha mẹ lại quan tâm nó nhiều, anh chị thấy nóng ruột, con đưa tiền cho má nhiêu, má cũng cho cái thằng đó hết, nó phá hư, nó phá của. Nhưng mà nếu mình làm cha mẹ, mình sẽ nghĩ khác. Thưa đại chúng á, sông mà càng sâu, ở dưới đáy nó càng bình lặng. Lòng của cha mẹ cũng thế, tình thương là bình đẳng như lòng đại dương, nhưng mà nhấp nhô là tùy theo cơn gió, cũng giống như tùy theo mỗi hoàn cảnh mỗi đứa con mà tình thương mình nó có khác. Nhưng mà thật sự bình đẳng hết, con nào mình cũng thương. Nhưng cái đứa nó đầy đủ thì mình không phải lo nhiều, cái đứa nó thiếu thốn thì mình gia tâm. Thậm chí cái đứa nó càng hư thì mẹ lại càng thương nó. Không phải thương là gì tưng bốc nó, mà thấy nó tội nghiệp. Bao nhiêu đứa thành công có mình nó trót lọt. Nếu mình nghĩ anh em mà nghĩ rộng ra, mình có 7 anh em, 6 người thành công, đứa thứ 7 nó hốt hết của mình. Bao nhiêu cái nạn, cái dở nó lãnh về phần nó. Mình thương nó. Mà nhiều khi mình không giúp được cái gì, nhưng mà tình thương mình trải ra cho nó, thì tự nhiên nó diệt được cái chữ oán, cái chữ ghét ở trong tâm thôi. Thật sự ra, thí dụ mình cái người đó ta làm chuyện thấy ghét, mình ghét không sao đó. Nhưng mà cái đó là bình thường. Mình hãy tu sao mà đưa cái bình thường này lên cái phi thường. Phi thường là người thấy ghét mà mình không ghét. Không thương cũng không sao, nhưng mà đừng ghét. Cuộc đời này giữ cái tâm mình, dù mình không thương được nhưng đừng ghét. Đã không thương mà ghét nghĩa là mình không có chất bổ, mà lại còn mang chất độc vô nữa thì uổng quá. Thí dụ như đấy, tôi không khỏe nhưng tôi không bệnh, tôi bình thường là tôi vui. Tôi không giàu nhưng tôi không nghèo, tôi bình thường đủ sống là tôi vui. Tâm ta cũng thế. Tôi không thương được người đó, nhưng mà may quá tôi bình thường với người đó, tôi không ghét họ. Tôi gặp họ tôi vẫn chào, nhưng tôi bình thường. Ráng giữ được cái đó là mừng rồi đó. Còn nếu thương được thì quá tốt, còn không thương được cứ bình thường. Thí dụ như á, mình không có của để cho ai, nhưng đừng ăn cắp. Đã không cho mà còn ăn cắp của người ta thì tệ rồi. Còn nếu mình hay hơn nữa, cho. Còn lỡ không có cho, đừng lấy của người ta. Thế thôi. Vậy thì nếu mà mình sống được như vậy đó, làm tâm của mình là cái tâm thượng thiện. Cho nên ở cõi cực lạc ta nói là sao? Toàn là các bậc thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Toàn là sự có mặt của các bậc thượng thiện nhân. Ví dụ như hôm nay ở đây cả ngày,
nhường với nhau cái chỗ ngồi, nhường nhau một cái món ăn. Thí dụ tới phiên người mà còn có tô phở mà hai người, còn không sao, có ăn hoài, bác dùng đi, có ăn cái gì cũng được hết. Thế nếu mình, nếu mình sống được như vậy đó, là mình giải được cái oán, cái trách của người, mà tự nhiên nó làm cho cái tâm mình sống đẹp. Thật ra mình trách người ta là chuyện bình thường, không ai nói gì được mình cả. Có cái điều là mình hãy đưa cái tâm mình tới cái chỗ thượng thiện cao chút, là vượt cái bình thường, là người đó như vậy mà mình vẫn có thể ôm ấp được. Thì cực lạc thì không thế, còn đây là cực khổ nè. Chính mình sống vậy cho nên lúc nào tâm mình cũng có vấn đề hết. Thưa đại chúng á, ráng sao mỗi ngày mình nghiệm lại, hôm nay tâm tôi có buồn ghét ai không? Nếu không, tôi hân hoan cho ngày này, vì tôi đang sống trong cảnh cực lạc. Cuộc đời này coi vậy chứ giữ tâm mà không ghét ai khó lắm. Thôi giờ mỗi ngày đi ha, mỗi ngày trước khi đi ngủ nghiệm lại, ngày hôm nay tôi có thù ghét ai không? Nếu không, tôi mừng cho ngày này. Ngày mai sáng mở mắt ra, thức dậy miệng cười 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn mắt thương nhìn cuộc đời. Tôi sẽ nhìn cuộc đời bằng con mắt thương, để ngày hôm nay tôi ráng thương. Có nhiều khi mình ráng dữ lắm. Ráng ăn, ráng ngủ, ráng làm, ráng đi, ráng tu, mà thương là nhưng không có ráng. Cái gì cũng có ráng mà không có ráng thương. Có nhiều khi mình nghe lời Phật dạy, thôi kệ Phật nói vậy để tôi ráng thương đó. Thương hồi mỏi mệt quá, bị tôi gồng quá, tôi ráng thương nó quá. Tu sao mà mình thương được cái bình thường. Rồi bây giờ cái cuối cùng ha, cuộc đời này, cái cõi đời này, chúng ta có một cái khổ nữa, cái cuối cùng là ngủ ấm xí thạnh. Ngủ ấm là gì? Sleep well. Ngủ ấm không phải là ngủ không lạnh. Chữ ngủ này là năm, chữ ấm này là cái chất, năm cái chất mà nó hỗn hợp lại để có con người, là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong Bát Nhã Tâm Kinh nói đó, cái này gọi là ngũ uẩn, nó gom lại để duy trì con người. Ví dụ như cái thân xác mình là sắc, cảm nhận vui buồn nóng lạnh, thọ, tưởng tượng. Hồi nãy bác đó không biết còn đây không, Pháp Hòa xuống cái Hòa ngồi, cái bác nhìn Pháp Hòa ngồi, cái bác chồm tới hỏi: thầy có phải thầy Pháp Hòa không? Nói: dạ phải. Trời ơi, ở ngoài trẻ hơn trong phim. Như vậy là hôm nay trong phim, mình coi phim là mình tưởng, phải không? Sắc, thọ, tưởng. Hành là gì? Là sự vận hành liên tục. Thức là sự phân biệt. Vậy thì có phải rõ ràng năm cái này nó làm nên con người mình không? Mình có sắc thân, có cảm nhận, có tưởng tượng, có sự vận hành liên tục, và nhìn gì là phân biệt ngay. Nhìn anh này, ồ anh này nấu chè ngon nè, à chị kia nấu canh ngon nè, cái thức nhìn gì là biết ngay, phân biệt liền. Con người mình sống năm cái đó, năm cái đó gọi là ngũ uẩn. Nhưng mà nếu năm cái này nó làm khổ mình thì gọi là ngũ ấm, cũng là nó. Nhưng mà hai trường hợp để xài giữ, nó chỉ là một sự kết hợp để duy trì con người. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chúng ta gọi là ngũ uẩn. Nhưng nếu chúng ta bị dính mắc đó, nó thay đổi mình buồn, sắc diện mình thay đổi, cơ thể thay đổi, sắc tướng này thay đổi buồn, cái thọ mình nó không giống như mình muốn, cái tưởng mình nó không giống như mình nghĩ, buồn khổ nó chi phối mình, vui buồn thịnh suy, cái này gọi là ngủ ấm xí thạnh. Thức khuya chừng vài ba hôm mà ăn chả giò chừng bữa, mà ăn nhiều chút, thiếu ăn đồ mát là bắt đầu mụn nổi, miệng đau vân vân, xí thạnh. Nhưng mà ở cõi cực lạc thì sao?
thân tâm tịch tịnh lạc. Thân và tâm này, chữ tịch là vắng lặng, chữ tịch là vắng lặng, tịnh là lắng trong, lạc là niềm vui. Vì con người ở cõi cực lạc, người ta sống thân tâm người ta lúc nào cũng ở trong cái trạng thái tĩnh lặng. Còn mình á sao biết không? Thấy là exciting, cho nên mình dễ bị dụ lắm. Ví dụ bây giờ mình vô mua cái món hàng, thấy cái món đó mắt sáng lên, nhào tới bưng lên, rồi cái người bán biết rồi đó, đánh tâm lý liền, anh này anh mê cái này lắm rồi, nhất định không xuống giá. Tâm lý mà, có người ta sống tâm lý, cho mình cái gì mình thích mà biểu lộ liền à. Để ý ha, người nào mình thích cái nhào tới ôm bắt tay, còn người nào mà nó không thích coi hay quýt lắm lắm. Nó biểu lộ liền. Cho cái người mà người ta có đủ cái tịch tịnh, ta nhìn ta biết liền, rồi không ưa nhau rồi. Còn thậm chí á, bình thường với nói về cái người đó là mình nói ờ bữa nay chị đi anh đó đi đây, chị kia đi kia, mà bữa nào mà giận nhau hỏi tới biết à, tôi không biết à, lúc này tôi biết đâu à. Rồi thằng anh giận em rồi. Vậy thì nói tóm lại, cực khổ của ta bà, của ta bà là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, muốn không được cũng khổ, thương mà xa lìa khổ, ghét mà gặp gỡ khổ, năm ấm thịnh suy khổ. Ngược lại cõi cực lạc, liên hoa hóa thân lạc, tướng hảo trang nghiêm lạc, tự tại thanh thái lạc, thọ mạng vô lượng lạc, hân dục như ý lạc, thượng thiện câu hội lạc, và thân tâm tịch tịnh lạc. Tám cái đó được gọi là cực lạc. Còn ngược lại tám cái này gọi là cực khổ cõi ta bà. Nói như vậy không phải đợi tới chết mới lên trên kia hưởng nha. Nếu chúng ta biết chuyển thì ngay ở đời này, chính tám cái khổ này chúng ta chuyển nó thì chúng ta cũng có được niềm vui với nó. Ví dụ sanh khổ mình không tránh được rồi, vì chúng ta không tránh được, nhưng mà chúng ta biết nó. Vì biết được nó cho nên sao? Mình không có khổ với nó. Và thậm chí mình sống chuyển cái tâm, cái tâm mà còn phiền muộn là tâm của bùng, tâm vượt thoát là tâm của liên hoa. Cho nên Phật ngồi hoa sen, thật sự Đức Phật không có ngồi trên hoa sen, chứ đâu phải Phật đi đâu cũng có hoa sen đỡ ngồi như phim Tàu mình coi phải không? Phật ngồi vậy đi đâu khói phun rồi. Đừng có tưởng Phật kiểu đó nha. Phật bình thường. Nhưng mà trong Phật có một cái là thân tâm tịch tịnh. Cho nên lời nói của Ngài, hành động của Ngài lúc nào cũng vượt những cái bùn nhơ. Mà người ta muốn biểu tượng cái đó, cho nên người ta mới tạo cái tượng Phật ngồi trên hoa sen, đứng trên hoa sen, chứ không phải là ngày xưa Phật thật sự đi đâu cũng có bông sen ngồi đó bay bay vòng 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 vậy đó. Và mình đang nhắm mắt vậy mình cái Phật xuất hiện, Phật khói phun ra, Phật nói what do you want. Mình hiểu Phật như vậy là mình tội nghiệp cho Phật. Khi nào tâm mình không còn dính khổ đau phiền muộn là vượt thoát. Cho nên hoa sen xanh là vậy đó, không còn nhiễm ô của dục lạc. Cho nên hễ có dục, có dục theo thế gian á, có ái dục theo thế gian là có sự khổ. Lạc thì chút đó, nhưng mà cái khổ nó dây dưa. Còn ở cõi cực lạc á, thì người ta thật sự vui là vì người ta không có sanh nở như thế gian này, mà người ta hoa sen hóa xanh. Thì cũng giống như đó, chúng ta ngồi đây ai cũng đã từng một lần sanh của thế gian rồi. Nhưng khi mình hiểu đạo, mình liên hoa sanh ở trong chùa, bây giờ không có bị nhiễm ô gì nữa hết. Cho nên thưa đại chúng, mình không vì ông năm, ông bảy, ông tám, ông mười mà đi chùa, thì ngày nay cũng không vì các ông đó mà mình bỏ chùa. Nghe đầu mình đâu phải vì họ đi. Hay nói cách khác, vì không vì họ mà phát tâm tu.
Mà nếu mà vì thấy chúng sanh khổ mà phát tâm tu thì chúng sanh có làm khổ mình, mình phải tu dữ nữa. Tại vì thấy không, không tu là dính chùm khổ, mình cũng là một chúng sanh khổ. Cho nên đặc biệt lắm. Bồ Tát nghĩa là gì? Là những người chúng sanh như chúng ta, nhưng các ngài giác ngộ và lấy cái giác ngộ đó giác ngộ lại cho chúng sanh, cho nên gọi là Bồ Tát. Thế thì chúng ta cũng là những chúng sanh khổ đây nè, và chúng ta đang muốn vượt khổ. Còn nếu không thì chúng ta cộng khổ. Chúng ta là những người có nghiệp và chúng ta đang tu để chuyển nghiệp. Còn không thì chúng ta cộng nghiệp. Thôi hết giờ rồi. Thưa đại chúng, tối hôm nay được nhân duyên về đây thăm quý vị qua lời dạy của thầy trụ trì ở đây. Thật sự ra khi mà thầy dạy về đây thăm đại chúng, Pháp Hòa cũng nói hai: con không biết à, thời tiết tốt thì đi. Nhưng hôm nay thì rất là hoan hỷ, là bởi vì đường rất là sạch. Sau cái thời lễ trên Trúc Lâm thì mấy huynh đệ mới đi xuống đây, và giờ này được gặp đại chúng sau gần như là một tiếng rưỡi sinh hoạt với nhau. Cảm ơn đại chúng, nhất là quý bác hàng thượng tọa không. Đại đức ngồi dưới này, với thượng tọa ngồi ở trên. Đã chịu khó ngồi suốt ngày hôm nay cho tới giờ phút này, mặc dù ngày mai quý vị còn phải đi làm. Thì nhân đây Pháp Hòa xin được kính chúc toàn thể đại chúng và gia đình cuối năm 2018 được nhiều niềm vui, bước sang năm mới 2019 đầy nhiều niềm vui hơn nữa, và nhất là sự tu tập của mình có nhiều tiến bộ. Chỉ có sự tu tập mới có thể chuyển hóa từ cực khổ thành cực lạc mà thôi. Chúc đại chúng được như vậy. Chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền. Hồng vân